Trong Kinh, Đức Phật nói rất hay. Nếu chúng ta thật sự muốn miễn trừ thảm họa về kiếp binh đào của thế gian, Ngài nói trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Muốn tránh khỏi kiếp binh đào cho thế gian, trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Chúng ta chưa xa rời được việc ăn thịt Thì thảm quả này không sao tránh khỏi được Hay nói cách khác Ăn thịt Là nguồn gốc quả báo của chiến tranh Đức Phật đã một lời nói rõ tất cả Trong đời này của chúng tôi Trải qua hai lần chiến tranh Đây là khoảng tuổi tác của tôi Còn như lớn hơn tôi phải trải qua ba bốn lần Sau khi nhà Thanh mất nước Quân kỳ cá cử Trung Quốc nội chiến chưa có ngày nào dừng Lúc đó tôi còn nhỏ Chưa trải qua Khi chiến tranh Trung Nhật Tôi mới thực sự trải qua Chính là 8 năm kháng chiến Lần thứ hai là chiến tranh Giữa đảng quốc dân và đảng cộng sản thấy sự đau khổ của chiến tranh nên vừa tiếp xúc với phật giáo nghe trong kinh phật nói tôi liền áp dụng cách ăn chay Tôi học Phật nửa năm là ăn chay à, nguyên, nhân nguyên nhân thật sự chính là thầy Chiến tranh quá đau khổ Đức Phật nói nguyên nhân của chiến tranh Là do ăn thịt Do tổn thương chúng sanh mà gây ra Trong kinh nói về tàn hại Tàn hại sát thương Ở nhân gian là chiến tranh Còn đối với động vật mà nói Chính là sát hại những động vật Hiện nay Chúng ta thấy trong các quán ăn Trong thành phố lớn Thì các quán bar Quý vị đi vào Thấy buổi tiệc của họ Đã để những thứ gì toàn là thi thể của chúng sanh khi chưa học phật gọi là mê hoặc điên đạo không nhận ra cho đó là mỹ gì khi đã học phật chút lương tâm đó trỗi dậy nhìn thấy như thế nào khác nhau đó là thi thể là xác chết như vậy có thể nuốt được ư còn dám động đũa ư người xung quanh thấy thái độ chúng tôi nói chúng tôi mê tính nói chúng tôi có phước không bí hưởng, họ tưởng rằng như vậy là hưởng phước, nói đó là khẩu phước. Ngày nay chúng ta biết như vậy là khẩu nghiệp, nó thuộc về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp không phải là gạt người, quý vị ăn thịt không phải là khẩu nghiệp ư? Ừ, đây là khẩu tạo nghiệp. đây là nghiệp gì nói tóm lại thì toàn là nghiệp địa ngục sau khi thọ hết tội địa ngục còn phải trả nợ trong Kinh lăng nghiêm đức phật nói rất hay ăn nó nửa cân đời sau phải trả cho nó tám lạng bây giờ ăn là khẩu phước tương lai trả nợ gọi là gì trong định luật nhân quả gọi là không sai chút nào nợ mạng thì trả mạng nợ tiền thì phải trả tiền mặc dù đến vô lượng kiếp khi nhân duyên tụ hội thì quả báo liên hiển tiền chúng ta hiểu được đạo lý này trong xã hội hiện thực khi gặp vấn đề chúng ta sẽ biết là nhân quả nghiệp báo người khác tổn thương chúng ta chúng ta cũng không để trong lòng nghĩ rằng có thể trong đời quá khứ chúng ta đã tổn thương họ ngày nay tôi đã trả sạch quả báo này coi như không còn gì nữa Một số người nói chúng ta học Phật là tinh thần ấy quy Tôi nói tinh thần ấy quy chính là tinh thần Bồ Tát Không phải việc sự Nhất định phải làm được Đối với người không tranh Đối với thế gian không cầu Lúc nào cũng nhường nhìn Làm như vậy Chúng ta thật sự đạt được điều gì Tâm an lý đắc Chúng ta hiểu được đạo lý Nên tâm an Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh Đều quan hỷ nhận chịu Sám trừ nghiệp chướng Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức Đức Phật dạy chúng ta như thiệt Chúng ta phải y giáo phụng hành Cho dù những chúng sanh này Trong đời quá khứ từng hãm hại chúng ta ngày nay đến trả nợ chúng ta cũng không nhẫn tâm để sanh mạng họ bị tổn thương không nhẫn tâm làm điều này tiền tài lại càng không quan trọng Bên trong buông bỏ tham sân si mạng Bên ngoài không còn tạo sát đạo dâm vọng Như vậy mới thật sự lãnh hội được thế nào Gọi là cuộc đời hạnh phúc mỹ mạng Ở đây Đức Phật nói ngụ à Chúng ta đã buông bỏ Không còn tạo nữa Năm loại nhân của ác Nhân này là tham sân si mạng nghi Duyên là oán hận não nộ phiền Làm sao để buông bỏ được những thứ này Không thể không học kinh giáo Không học kinh giáo Không thể hiểu được đạo lý trong đó Nên không buông được Học kinh giáo Một hai lần chưa đủ Quá ít vì trong A Lại Gia Thức của chúng ta Chủng tử ác nghiệp Quá nhiều Thời gian quá lâu Nên sức mạnh của nó Cũng chính là tập khí Rất nghiêm trọng Nếu như không tin tấn Nỗ lực chuyên tu học từ kinh giáo Thì rất khó quay đầu Cổ nhân có câu nói rất hay Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Chỉ có quân tu lâu dài Mới thật sự đạt được lợi ích Mới tỉnh ngộ khi đã tỉnh ngộ nên tình tận nỗ lực tu hành tu là tu sửa hành là hành vi trong quá khứ chúng ta nghĩ sai chúng ta thấy sai chúng ta làm sai và nói cũng sai bây giờ đã hiểu nên tất cả đều phải sửa đổi Gọi là chân thành sám hối Hối cải triệt để Làm lại từ đầu Phải giống một con người Người Phải có nhân lễ nghĩa trí tinh Đây là điều kiện làm người cơ bản trong Phật Pháp nói đến ngũ giới thập thiện Quý vị đều có thể thực hành mới giống như con người Không còn tạo ác nghiệp nữa Trong Phật Pháp nói Quý vị có điều kiện để giữ được thân người Đời sau không đọa ác đạo Đây là giới hạn thập nhật từ giới hạn này dần dần nâng cao lên Kinh giáo là tiêu chuẩn Y theo tiêu chuẩn này Sửa đổi khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác của chúng ta Mỗi niệm đều tương ưng với kinh giáo Đây gọi là thiện hạnh Gọi là chánh hạnh nếu như trái với kinh dao đây là ác hạnh tà hạnh